Ok, mời lên em. Hôm nay chúng ta lại chơi một game mới. Game này thuộc thể loại xây dựng có tên là Thành phố vàng trong truyền thuyết. Eldorado. Cái này nếu như anh em mà hay xem mấy phim khoa học viễn tưởng hay là Indiana Jones rồi đó, chắc cũng nhắc đến cái khái niệm này nhiều. Đây, Indiana Jones. Một đất nước bằng vàng trong truyền thuyết luôn. Hôm nay thì chúng ta sẽ xây dựng lên cái thành phố bằng vàng này thử coi. Không biết là vàng hay là hành. Có nghĩa là giác vàng, một bộ tộc của người da đỏ khi xưa. Nơi mà những nhà thám hiểm Tây Ban Nha đã kể lại. Truyền thuyết nhà dấu vết đây. Rồi cái này Wikipedia thôi, chúng ta coi thử cái trailer con game thể loại xây dựng này nó ra sao. Game này hồi đầu năm nó có một cái bản của Google rồi, nếu như anh em muốn thử thì có thể thử được. Đây nó có bản update của Google ở đây, anh em cứ gọi cái tên này còn Google là ra thôi. Game này thì ngày mai ngày mốt gì nó sẽ ra mắt, 3 4 ngày nữa là ngày thứ hai đầu tuần sau đó. Ngay bây giờ anh em có thể trải nghiệm được cái bản của Google, chơi thử con game nó có hợp với mình không. Google sao họ không để đây đâu. Đây, anh em cứ bấm vô là ra cái bản chơi là dạng như cái bản demo đó, anh em có thể thử qua được nè. Hồi đó tôi có chơi thử chút chút rồi. Nhìn cũng mà được quá ha. Một cái thành phố vàng nằm lọt sâu bên trong mà nguyên cái khu rừng rậm luôn. Rất là chi tiết đó. Cái đồ họa này chắc đã được render lên rất nhiều rồi. Ví dụ game mà như thế này là con máy tôi nó khóc luôn. Game được 3 4 cái nhà phát hành luôn nè. Chúng ta lướt thử coi hết đây. Metro City thì lúc trước tôi đã chơi một lần rồi, nó cũng xây dựng mà tương đối bình thường thôi, không được như mong đợi cho lắm. Thành phố với năng lượng nè, game chỉ có 22 review hết đâu. Animal Shelter Simulator, trang trại động vật, game gì toàn thú cưng vậy. Nói về thú cưng hình như là con game này Dev mới gửi cho tôi nữa nè. Pet Shop Simulator nè, tôi cũng không biết có nên chơi nữa. Coi cái bản chính thức của con game Pet Shop này chừng nào mới ra mắt. Có thời gian rảnh thì tôi thử qua game này cho anh em luôn. Đây. 21 tháng 6 hả? Vì vậy bữa nữa nó ra thì tới đó rảnh thì tôi chơi thử. Cũng nhận kia cũng khá lâu rồi đó nhưng mà vẫn để tới giờ. Bên này cũng y chang rồi, chúng ta vô thử con game xây dựng thành phố quen kim. Bật FPS lên coi thử FPS này được bao nhiêu ta. Tinh. Setting khá đơn giản luôn, hầu như là chẳng có gì cả. Game này chắc nên lóc FPS lại cho nó nhẹ nhàng tí. 60. Sau cái test tui ghi chuột bấm lên cái là rồi, như vậy thì nó ổn hơn đó, dễ nhìn hơn đó. Cái này là mấy cái tốc độ kiếm chuột vô cạnh màn hình. Setting đơn giản phết này ha. Giao thức là giao diện người dùng là điều khiển âm thanh là hết rồi. Bây giờ lấy cam file, lấy sandbox. Ồ, rất nhiều cam file là anh em có thể đi đến là 10 chương nha. Chúng ta đi thử cái chương 1 đầu tiên thôi, khởi đầu mới. Thứ hai là cái cây của sự sống gì nè. Có thời gian thì tôi đi hết cho anh em luôn. Ta được đặt tên cái đế quốc nữa. Đây là cái gì, nhân vật avatar đại diện cho mình đó hả? Đây đi, này là nhìn hợp mắt nhất nè, màu nó cũng rất là hài hòa đó. Có 2 chế độ à, nếu có 3 chế độ thì có thể tôi dám chọn nó một, còn bây giờ có 2 chế độ thì bây giờ ghost vị thần, các vị thần trong game này nó rất là dễ tính luôn. Nếu như mà mình hết tài nguyên á, các vị thần sẽ cho mình. Còn bên đây thì các vị thần hơi khó tí, mình làm đụng vất vả mà không đủ mà cống nạp cho các vị thần thì thế nào cũng bị ăn hành à. Nó một ha. Chứ trình độ của tôi thì nó một nó quá bình thường rồi, nên tôi sẽ ăn hành cho anh em xem. Khởi đầu mới. Cái mà lịch mà cái chu kỳ lịch của người Maya nó đi đến hồi kết. Cái câu này làm tôi nhớ đến là năm 2012 á, 21 tháng 12 2012 á, anh em tin cái vào tận thế do hết cái lịch Maya nó bắt đầu đòn giữa trời đó. Bố của bạn và những anh em quyết định trao cho mình cái vùng đất này để xem là mình phát triển nó trong tương lai như thế nào. Rồi. Xác tin. Audio nghe cũng là đậm cái chất chân giả nha. Rồi, ok. Bây giờ này là gì?
Lúc mà AD di chuyển camera QR để xây rồi ok zoom lên zoom xuống mình chụp đồ họa đẹp phết đó nhá. Bây giờ bui ba cái nhà dân này, bui ba nhà dân. Nhà dân thì để phía sau đi, một hai. Không, cái này hơi bị lọt rồi, nhầm 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 hai nè, ba nè. Tiếp theo là xây đường, đường chúng ta có đường đất và đường đá. Thôi chúng ta đã nói cái đường đất vô cái nhà chính này, mọi thứ liên thông qua đây. Bên này là các bản đề, các thông tin nhân vật người dân chúng ta đây gì? Xây dựng một cái mà lấy nước ở gần cái khu nào có nước đã. Đây nè, đây nè, nói cái đường qua luôn, xây cái khu lấy nước, không có nước là chúng ta sẽ mất nước rồi. Ok, của dân trừ 4 là xong. Đã à, mặt nước này chín 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 tứ quý chín luôn rồi. Mấy anh dân lấy nước đi, làm việc nhanh lên. Ủa cộng 8 nè, vậy là một cái nhà dân này nó được bao nhiêu mạng đó? Cái nhà dân này là 4 nhân 3 12 quá. Đây, UI để như thế này đi cho nó bề mặt định. Tiếp theo là bùi cái chạy lấy cây cỏ gì đó, hay gào gào quả đây. Cái này xây đâu bây giờ? Xây cái bên đây đi. Rồi bây giờ đợi nó đem cái cây về cái nhà chính của mình. Cái đường này cái thấy Uga nó bị mà cho nó cảm giác như nó bị cung cung vậy đó. Anh em nhìn thấy không? Cái con đường này nè. À cái này như cái kho tài nguyên của mình nhé. Rồi bây giờ nâng mấy cái nhà dân của mình lên level 2. Đây, khi mà mình có đủ nước với cây trong cái nhà là lên bên level 2 đó. Đó. Bây giờ bấm vô xem cái địch vị thần của mình. Vị thần tên là Tokulin, giống như đây hả? Thần sẽ cho mình một số cái tài nguyên đơn giản. Rồi. Nó sẽ rơi vào cái nhà kho của mình luôn. Bộ lịch gì mà nhìn gói vậy nào? Hôm nay là ngày mấy tháng mấy? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 20, 25. Thôi, 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 thôi. Nhìn đau đầu quá. Đợi Omen là đợi cái điểm tín ngưỡng của mình lên á. Xây nhà nào, xây nhà nào, mở đường ra. Nên nói đường qua bên đây luôn ta, nói luôn đi. Này gì đây, gì nằm giữa đường như nào? Trời ơi, trái cây mà nó dục dưới đó hả? Lũng đổ bấy. Rồi mở cái phần Omen nha, bạn sẽ nhìn thấy. Ủa mở đâu vậy? À đây đây đây. Thần Hun Hu Na Búc bây giờ là không hề hài lòng với cái hành động của mình cho lắm, nên thần sẽ cho sét đánh vào đầu mình. Thần ơi, chuẩn bị tài nguyên trước khi ăn hành vào đầu. Thần ơi, là thần. Ủa sao lên được 22 nhân dân nữa? À cái nhà mình lên bậc 2 á là chứa được 20 dân luôn. Đây nè, bây giờ hiện tại mình có 30 dân nè. Bây giờ đợi, đợi mà xét đánh vào đầu mình thôi. Dân nó sống sung túc quá không? Nào. Đang chơi nhảy múa cả ngày chứ, còn mình thì phải làm việc vất vả rồi, mất luôn cái gì đó. Trời ơi thằng ơi, đánh cháy cái gừng cây của tôi rồi. Sữa 2 phút nữa thằng đánh bán nữa, thiên phạt. Rồi bây giờ mình có thể mà cầu khấn thần linh bằng cái này. Này xây đâu vậy?
thiếu dân à, bui một cái nhà elite để có những cái cư dân ưu tú vào trong này làm việc. Xây đường cái đã. Đồ, nhà của dân mà cấp cao. Dân này bếp gỗ ha. Bây giờ cái này dạng như cái đài hiến tế vậy. Ủa? À, cái này là chọn sau của cái vị thần của mình này à. Nhiều phết đấy chứ. Cái điểm chùm sao này là cái nào cũng phải cần hết rồi, có điểm chùm sao đó mình mới nâng được. Bây giờ đợi mấy dân ưu tú vào đây nó làm việc thôi, mới có 2 dân à, trừ 3 nè, trừ 1 nè, không lẽ xây thêm cái nhà nữa ta, cộng 1 rồi. Rồi trời đánh nữa rồi, thần linh ơi là thần linh, dân thì đói khát, thần thì cứ vả vào đầu chúng ta. Cái gì dữ vậy nè, xóa đường này gì đây. À đây là cái điểm để mình cầu khấn thần linh nè. Trời mới đánh vô đâu vậy trời, chết dân rồi, rồi chạy nhà rồi này. Cái gì cung hoàng đạo mới coi xong nè, cái này 50 F2 trên 3 này chưa có gì cả. Có cái này nâng được nè, nó cần 100 cây với 100 gỗ à, với 10 cái điểm mà tín ngưỡng. Đây cái vị thần hun hun anh hút gì nè, cái vị thần nãy giờ cho sét đánh vào đầu chúng ta đúng toàn luôn. Bây giờ bui cái mỏ đá. Mình thờ phụng cái thần linh đó thì mình sẽ được mà mấy cái công trình mới đó, ra một đống công trình nè. Cái đường tôi kéo qua đâu ta, đây bên này là cái trại đốn gỗ. Xây 2 cái trại gỗ đi cho nó đều dưới trên. Nhà này mình muốn lên cấp 2 thì mình phải có thêm cái bánh như cái bánh mì khô vậy nè, với mà bộ quần áo nãy giờ dân mình nó phải tầng à, đâu vẫn ăn mặc đầy đủ nè. Trời nó tập dưỡng sinh trong nhà kìa, trời ơi cuộc sống sung sướng quá ha. Rồi xây rồi nè, thần chuẩn bị bêm vào đầu mình một phát nữa. Masoni là cái gì? À nó sẽ là lấy đá với nước nó sản xuất ra cái cement gọi là cái xi măng, chọn cái vật liệu màu đỏ à, đá đỏ để cho nó nghiền thành cái đá đỏ này. Ghét gai. Rồi nó xử lý cái này nó chuyển vô cái nhà chính cho mình. Bây giờ tiếp theo là bui một cái nông trại đây, ngày già bắt đầu làm nông rồi đó. Tôi thích cái yếu tố này. Nông trại xây đâu bây giờ? Bên này là cái rừng cây, nông trại xây đây đi. Bấm vào cái này. Thiếu đất hả? Khoan 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 khoan. Cái nông trại này làm sao có đất à, đấy lấy ôm ra. Trồng sao như vậy? Không hiểu cho lắm. Cái này là để cái thường dân của mình nó làm việc á. Là cái này như cái trụ chống lại sét đánh vậy đó. Mình farm 3 cái ở 3 cái bãi tài nguyên đi. Có cái nhà này thì sét nó sẽ không đánh xuống nữa. Tên cái nữa.
Cái này làm sao để trồng đó? Xóa cái này, xóa cái này nha. Cái view này là nó cần clay, clay của mình thì nó nằm đâu? Không clay. Trời ơi, sét đánh nữa rồi. Bây giờ làm sao để có clay này à? Nó đang xếp à? Xếp game à? Dạ. Đây, đây chúng ta tìm thấy lay ở đây, cả lay nó nằm trên này, rồi bị sao đấy để tôi kéo cái đường lên, không biết mình xây được cái đó không ta, thêm một cái mỏ đào ở bên bánh nữa. Nếu để ở đây thì mình lấy được cả đá luôn. Rồi nói cái đường vô cái chỗ này đi. Rồi ok, giờ thiếu dân ưu tú hết ta, sao dân mình lại trừ 2 như thế này? Lên dân mấy bạn ơi, lên dân dân ưu tú bên đây mới có 2 nhà, chắc người nâng lên 4 nhà luôn. Bây giờ nó lại đổ quét như thế này, cái gì đó thiếu cái gì đó, Hemalitea, Hemalitea là cái quén gì, phải cái đá đỏ không ta? Rồi nó đây nè, nó đang thu clay bên đây phải không, 20 clay rồi. Xây xây cái nhà kho cho nó chuyển vô nó gì á, đây một cái nhà kho ở đây nữa đi, cái nhà kho này nó chuyển tới cái nhà chính này em ta, đường tới là chưa chưa biết tới hay không. Sẽ đánh mình hoài luôn, sao cái nhà này nó lại mà như thế này. Ây da, cháy nhà tôi rồi, thần ơi là thần, từ từ bình tĩnh, mình có cái trụ này để chống thần rồi nè, nhưng mà cái trụ này nó muốn hoạt động nó phải có clay, clay mình lên 40 nè, đủ 50 cái đi, đủ 50 tôi xây cái trang trại hồi nãy nó nằm đây nè, đúng rồi, nói cái lộ lên luôn. Rồi bây giờ mình sẽ có chỗ để xây mấy cái view đó, 7749 đúng không? Cần phân bón nữa hả? Rồi mình đã chọn cái này rồi, 52 cái, 52 là nhiều hết đó, thêm cái dạy nữa đi, mình mấy cái này thích mắc lắm, 33 cái này à. Sao nó cháy vùng vừng như thế này? Năm hai rồi, ok ngon. Bây giờ xây mấy cái trụ này để mà chống lại, là nó bảo vệ cái bị khỏi, tránh khỏi cái vị thần này, mình có thể kiểm tra ở đây đó, 92% này coi như là bao phủ gần hết cái thành phố mình đó, mỗi cái này nó lẻ ra cái gì nè. Cái này dời quanh đây đi, để bên đây đi, này bỏ mấy cái trụ này, nó sẽ bảo vệ cái thành phố mình không bị sét đánh nữa. Nhưng mà cái này nó bị cái gì, là cái gì ta, quá đi đít, không có cây trái nào ở xung quanh đây để mình khai thác nữa, dị dân chết đói hết rồi. Bảo vệ phải đủ 100% lận,
Mấy này nó khó nha. Rồi thêm đây cái nữa, 90% thì được rồi. Tiếp theo là sẽ cái gì đây? Đền thần hơn tờ cái thần húng nè. Đây đây, vẫn nằm trong, ok, vẫn nằm trong vùng phủ sống. Còn cái lời cầu nguyện của mình bây giờ anh em muốn cái gì? Một á, là cây á, sẽ cho thêm cái trái bắp của mình á, thêm 15% cái sản lượng. Vì chọn cái này nó ngon hơn nhé. Đây mình kích hoạt cái đền thờ cái vị thần mình lên nè. Rồi làm gì đó, cái đàn này nó lên thấy chậm nha, dân elite của mình cho mình thiếu cái đá đỏ liên tục vậy ta. Cái này đó hình như cái nhà nào đó hồi nãy tôi nhớ tôi có xây, nó đang chuyển cái đó hình liên tục luôn đây nè. Cái gì méo có tí đá đỏ nào cả. Rồi bây giờ chúng ta đã có đá đỏ rồi. Lật 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 lật. Ok chưa à? Đẹp chưa à? Dân nó sinh sống bây giờ phủ phê đầy đủ hành tụ kìa. Xây cái nhà loại bánh mì, bánh mì, bánh mì. Nó có cái dòng xanh xanh này là sao ta? Bánh mì gần khu dân cư đi. Chỗ này hết chỗ xây rồi. Chỉ xây dưới này. Lò bánh mì mà mở ngay trước cửa cái tòa thị chính này luôn, thấy không? Đó. Đó bây giờ có bánh mì cho dân rồi. Dân nó sẽ lấy bánh mì thì mình chỉ còn lo cái vụ quần áo nó thôi là nó sẽ lên được cái nhà bậc hai. Bây giờ đạt cái thành phố mình level 5 cái đã, xong đủ 200 dân, niềm tin là tại sao phải 200 dân? Dân tôi nhiêu đây được rồi. Rồi chuyển nước trái cây vô nhanh nhanh đó cho dân nó lên level ấy. Trái cây mình còn nhiều không? Rất là nhiều luôn. Cái này trái cây nó khác trái bắp nữa nha. Bắp của mình là nó thành lương thực luôn rồi. Cái này hết mỏ quặng rồi, bỏ nó đi. Trên này còn hai mỏ quặng, cái bên này 95, cái bên này 300. Đây có 3-4 mỏ quặng luôn nè, nói cái đường ra cho dân nó đi làm. Hai xong rồi đặt cái trụ bảo vệ vô đó, rất là nghệ thuật luôn. Nó vẫn bao trọn hết luôn, ngon. Lên đời lên đời lên đời lên nhà dân cấp 2. Level 7 luôn nè, tại sao level 7 mà dân mới có nhiêu đây ạ? 132 dân tổng cộng, cái này 48 nữa, 132 cộng 48 là thiếu khoảng 20 thằng đó à. Không còn rất nhiều chỗ luôn, nó chỉ mới có mười mấy trên 12 thôi, nên từ từ dân nó sẽ chui vào à, mình cứ ngồi chờ thôi. 132 lên 136 nè, tốc độ game lên. Chờ cái thành phố vàng của mình, vàng đâu chưa thấy, thấy đòn sét đánh không à. Được không? Sao lâu quá vậy ta? Bây giờ còn có 132 gì nè. Chết rồi, hết đồ ăn rồi, trời ơi. Nên được nhiêu, 164 rồi, nâng mấy cái nhà này lên nữa chắc đủ thôi. Đợi nó chuyển đồ ăn với mà trái cây với nước vô. Chuyển hai cái này vô là mình đủ lên đời rồi.
Rồi, ok, xong cái chương 1 đầu tiên chúng ta qua chương 2. Tốn mất 73 ngày. Thần Linh nó đánh vô đầu gầm mà gầm luôn, xét nó vả như con vậy. Còn hơn anh em tu tiên nữa. Bây giờ cuộc sống với cái cây hả? Ok, chúng ta qua màn chơi thứ hai, đó là cái cây thế giới đây. Lần này thì chúng ta sẽ phải thờ phụng một cái vị thần tên là Chắc Treo, Chả Treo, vị thần tên là Chả Treo của chúng ta. Bắt đầu tiên bằng cái công việc xây đường cái đã. Rồi cổng chính hai đường, cổng phụ cũng hai đường luôn. Ok chưa? Ok chưa? Đó, bây giờ tiếp tục cái quy trình phân lô bán nền nè. Ở đây là đá đỏ. Clay, clay khá là cần cho trồng trọt nên chúng ta nói đường qua luôn. Thì trước cái máy đào cái đó. Rồi, hai cái nhà đó. Ok. Bên này mình còn đào ở đâu nữa không ta? Đây, một nhà nữa. Nối đường vô. Nối đường xuống luôn. Đây, đường nó dính chưa? Rồi, ok. Bây giờ tiếp theo là mấy cái chạy lấy nước. Lấy nước. Rồi, đặt đây nó lấy được hai bên nước luôn. Ok, ngon rồi đó. Tiếp theo là cái chạy đi lụm trái cây. Lụm trái cây là nó hiện mấy cái màu xanh xanh trên bản đồ nè. Đây chỗ này nhiều phết nè. Đâu nữa không? Dưới này cũng nhiều luôn. Đại lộ, đại lộ, đại văn lộ. Đông lắm ta. À đây 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 đây. Trên không được chứ cũng không được nữa. Rồi tiếp theo là nhà dân. Rồi đó, nhà dân ưu tú. Nhà dân ưu tú thì dắt để dưới đây đây. Nói lộ vô. Ta phải xây đường qua cái cây này nữa nè. Trên này nó có cái cây thế giới nè, đấu tiêu đó. À đây nè. Cái cây thế giới này là cái cây của vị thần mà Chả Treo này nè. Bây giờ lên cái vị thần đầu tiên đã. Vị thần đầu tiên của chúng ta cần là cái này. Thôi 10 cái này là đủ. Xây thêm một số cái nông nữa. Nhà nông nó chưa có nhà nông. Một cút tơ. Xây máy cắt gỗ. Nhà cắt gỗ. Cái này khoảng chừng 50 cái thôi. Mình phải tiết kiệm mấy cái đá đỏ. Bên này bao nhiêu ta? 14, 14. 14 đủ rồi. Đó, mở cái vị thần đầu tiên là cái vị thần, gọi là cái vị thần nông nghiệp đi. Gọi là hún hún. Hún hún na bu. Rồi tiếp theo mục tiêu chúng ta là vị thần này. 50 cái quặng đỏ là được. Lò bánh mì. Farm. Farm là phải xây khá nhiều đó nha.
Sao lại đổ đây ta? Rồi, đẹp đó. Rồi có cái nhà kho ở bên này. Ok. Ở đây thì nó chuyển vô cái nhà chính. Đây là nhà kho nước, hay các gỗ còn gì nữa không ta? Lỗi mì. Rồi chúng ta có hai lò bánh mì. 51 rồi, 50 chắc là đủ thôi. Xây cái trại chống thần linh nữa. Rồi cái gì đây? Ủa, đá đỏ mình sao còn? À, mình xây mấy cái trụ nhiều quá. 50 cái trụ đi. Này gần thêm một tí đá đỏ nữa. Tăng tốc độ lên tí xíu. Dân mình khá là nhiều rồi. Nhà lên được chưa ta? Nhà lên đời chưa? Rồi ok, lên luôn. Có cái công cụ nâng nhà nè. Nhà dân ưu tú này thì chắc phải lên nữa, vì sao nó cần tới 100 cái nhà dân nữa. Bánh mì được nhiêu mẫu rồi? Mới có 8 mẫu à. Nước còn khá nhiều, dây thừng chưa có, bánh mì có rồi, bắp bắp không lên đó ta. Bắp lên không kịp. Thêm nhà bắp nữa đi. Trồng bắp, trồng bắp, trồng ngô. Trồng ruộng. Tự nhiên có cục nảy lòi lên ngay đây à. Mới 37 à, này nó làm lâu quá. Bảo vệ thì chắc khoảng 90% rồi đó. 88%. Mấy cái lẻ tẻ ở ngoài như thế này nè. Tôi cứ kệ nó. Như mấy cái này nè, cứ kệ nó đi. Mấy cái đằng chặt cây này nó dễ, nó chặt cái chuỗi lũi vậy. Phá hoại môi trường được đó. Năm mốt rồi. Lên. Chúng ta có vị thần thứ hai. Mình huấn 50 hỏi bánh mì ấy mà. 100 cái ngô nữa. Ngô mình trồng hai nhà mà không đủ hả ta? Hay là dân mình nhiều quá nên nó ăn nhanh? Thiếu vàng. Vàng tìm đâu ra bây giờ? Ngô vừa lên là nó hết liền à. Hay đại lò bánh mì của mình nó làm nhanh quá. Dừng tí đi. Lấy 100 bắp cái đây. Rồi. Đây, chúng ta thờ cúng vị thần thứ hai, vị thần có tên là Chả Treo. Đó. Ủa, chú Mã nữa. Mở chưa? Sống có hình như thế nào? Thích giống phải như cái hình này chứ. Nó cũng vẫn là cái đám mây thôi. Mình có thêm rất là nhiều cái nhà, rất là nhiều công trình luôn. Rồi, đi từ từ trái qua phải. Hai cái này nguyên. Không chạy thì mình có thể trồng được là cột tôn với mà ba cái cỏ gì nè. Nhà này nhà gì đấy? Kết tinh hút. Nhà này tí nữa là nó hết rồi. Thôi, làm thêm hai ba cái nông trại nữa. Khu trên này đi. Đây, cột tôn. Còn cái bên đây là này.
Rồi, ok chưa? Xây thêm một cái trụ phòng thủ nữa, trụ phòng thủ trái treo nè. Bây giờ phải sản xuất ba cái mà từ gột tôn mình sẽ sản xuất ra ba cái chỉ. Cái này cái nhà nô lệ hả? Cái nhà đấu trường nô lệ hết ta? Là làm gì? Đừng nói đi bắt nô lệ về bỏ đây à. Cái đấu trường nô lệ nè. Cái nhà này là cái trạm trung chuyển của, ủa cái trạm mà nghỉ ngơi của mấy cái chiến binh đi bắt nô lệ đem về. Trời ơi, ủa chưa xây được á, thiếu dây thừng, thiếu dây thừng thì chắc là chế từ ba cái nhà kia ra thôi. Đây Masoni này thì đây hai cái nhà này với cái nhà bên này. Bây giờ có cọc to này, bỏ cọc to vô thì nó sẽ ra dây thừng. Nhà này chắc không cần nữa đâu, hai nhà thôi. Thì có dây thừng thì cái nhà này nó sẽ bù quần áo cho mình. Đó, cái nhà này bây giờ phế là bán nè, vô dụng. Chín mươi sáu phần trăm thì chắc kẹt mỗi cái nhà bên này, nhà này không cần làm ở đâu. Stop này mà sao nó cứ chạy hoài vậy, coi ngừng rồi đó. Nhà này vậy đây, có ngô nhiều lắm rồi nè. Được bộ quần áo này chưa ta? À được rồi nè, nó đang làm quần áo luôn nè. Có quần áo rồi, có dây thừng rồi, chắc xây được cái trại mà bắt lính rồi đó. Chưa đủ 10 dây thừng. Dây thừng đây. Quần áo mới có một bộ à. Đây đây đây, lên được cái nhà mà ưu tú như này vậy nè. Có quần áo là mấy cái nhà này lên đời à. Thiếu một tí quần áo nữa thôi. Ủa 98% là sao? Làm gì có cái nhà nào ở ngoài nữa đâu. À còn cái nhà này nè. Thiệt tình nhé. Tới đây. Xong, 400%. Đó. Quả kỹ thuật. Bây giờ chuẩn bị có một cái cơn bão rơi vào đầu mình trong vòng 2 phút nữa, không sao, ai sợ. Đó vừa đẹp luôn thấy chưa, có cái nhà elite nó rất là quan trọng không. Bỏ đường đi, bỏ con đường như này đi.
thành phố hoàng kim của chúng ta đây, rất là tuyệt vời. Ủa, và sập cái cây cổ thụ ở trên này nè, đó cái cây nãy bự bự trên này nó sập này, nó rớt lên đống vàng cho chúng ta nè. Bây giờ là đi khai thác cái mớ vàng này. Rồi vẫn 100%, dân chúng ta bây giờ có vàng rồi đó, có vàng thì sẽ xây được cái điện thờ như cái yêu cầu nè, cái điện thờ chả treo nè đó, có quần áo rồi, có vàng luôn nè, nhanh quá vậy. Rồi bây giờ bắt được hai thằng này, 20 thằng nô lệ này, cái outpost nãy bui rồi nhưng mà bây giờ nó bắt mới bui lại. Outpost sẽ đi bắt mấy thằng dân nô lệ bỏ vô đây, xong rồi mình hiến tế nô lệ để đổi lấy cái lời cầu nguyện nào. Đó, hiến 10 thằng nô lệ. Tốc độ vận chuyển mấy cái này nhanh hơn, săn bắt người dân, săn bắt nô lệ thì nó nhanh hơn, có hiệu ứng 100%. Còn này lĩnh vực sản xuất thì nhanh hơn 100%. Đó, hiến 10 nô lệ ra. Mấy nhà dân trên này nó không đủ đồ với bánh mì hết ta, bắp cũng khá là đủ mà, xây cho nó thêm vài cái lò bánh mì nữa. Rồi tiếp theo là này hết rồi, vô dụng rồi nè, cút thêm một cái lò bánh mì, xưởng may quần áo thì chắc cũng đủ. Lúa gì lên không nổi, lúa này hơi thấp quá, thêm cái nhà lúa nữa. Thiếu quần áo dữ vậy ta, thiếu nước nữa, gì mà nước sao để thiếu được. Sao lâu quá vậy, mới có 12 nô lệ à, mình mới hiến tế 10 thằng rồi, hết bắp nữa nè, hết bắp không làm kịp bánh mì, dân mình lỡ farm nhiều quá rồi. Nên bây giờ nó đang rất là đói luôn, từ từ cái này nó sẽ lên. Mỗi vòng vậy là 28, được 28 bắp. Làm sao mà bắp nó phải lên nhanh hơn bánh mì á, rồi bánh mì nó mới tích trữ được. Kìa, nó giật một lần 40 luôn kìa. Nước nó vẫn thiếu nha. Nè có hai cái nhà lấy nước luôn rồi mà nó vẫn báo thiếu, có cách nào nữa không ta? Này nó khai cái mỏ ở đây. Đi bắt dân nhanh lên anh ơi, hiến tế anh ơi. Cái này là nó đang chạy phải không? Ở đây hai bãi nước thôi nào, tôi không nghĩ là mình thiếu nước đâu. Mấy cái dây thừng này không cần làm nữa, thiếu nước tuyệt anh em ơi. Không, thay vì đi lấy nước ở xa như vậy á, thì farm mấy cái nhà lấy nước ở đây cho nó lấy nước ở đây còn có nghĩa hơn. Nước lên chậm đó, nước nó nhảy liên tục như thế này mới đúng chứ.
kìa kìa kìa, tụi nó nhảy kìa. Rồi rồi, đây vẫn còn vàng hết à, còn chín mấy trăm mấy là mình thu được ngàn mấy vàng rồi nè. Bây giờ đạt là 100 dân ưu tú với mà 200 thường dân, 200 thường dân thì mình cần phải nâng mấy cái nhà này lên. Hai cái nhà này vẫn đang thiếu quần áo. Dân ưu tú của mình là yếu, xây nhà nữa chắc đủ. Một trăm thằng dân ưu tú mình mới có 94 thôi, cái nhà này mình nâng cái nữa là lên đủ 100 dân đó. Còn dân thường dân bên đây thì mới có trăm mấy à, farm thêm một tí cái nhà nhỏ nữa là xong. Đó, nước lên 1.000 mấy luôn nè, phải gì mới đúng chứ. Trời ơi, bánh mì thì lên không kịp. Trái cây mình còn nhiều không ta? Trái cây có tới 7.000 rồi, sao nó không chuyển vô đây? Chuyển nhanh vô bay. Thường dân mình sao nó ít vậy, không có lên quần áo kịp hả? Xây thêm một cái nhà may nữa. Chuyển qua dòng cột ton luôn đi, để cho nó làm cột ton này nó nhanh lên, để cho nó lên chỉ. Cột ton khá là nhanh nè, khá là nhiều nè. Chỉ lên không kịp hả? Chỉ là không kịp thì cho con này làm chỉ luôn. Có rất là nhiều bông này, nhưng mà chỉ thiếu chỉ thôi. Bông Bông mình tới 4.000 rồi. Nước thì bây giờ tạm ổn rồi. Nhà này hết tới chục luôn. Hai cái nhà này cũng vậy luôn. Rồi bông tới 5.000 nữa hả? Trời ơi, chỉ lên thì nó may lên thôi. Quần áo vẫn không lên kịp hết đâu, bánh mì cũng không lên kịp luôn. Ba cái ruộng lúa mà không lên kịp bánh mì, thêm ruộng nữa, mình có thiếu thốn gì đâu. Đường hơi xấu một tí, nhưng người ta đi riết cũng thành đường mà thôi. Đó, đẹp chưa? Coi cái nhà nào nâng cấp được nó không? Đây, đây. Thôi, ưu tú đủ rồi, quên nữa chứ. Đâu cần nâng mấy cái nhà ưu tú nữa. Nâng mấy cái nhà thường dân thôi. Nó thiếu quần áo với bánh mì rồi. Chầm xong mấy dần nữa là đủ. Bánh mì nó lên không kịp. Rồi, ok, đạt được 200 dân. Quá mang. Tiếp không, tiếp không? Tốn là 3 năm trời để hoàn thành cái thử thách này. Thử ra cái menu coi. Campaign thì mới có đi được có 2 hạt à. Có thời gian thì tôi chơi tiếp. Chắc là 10 hạt này tượng trưng cho 10 cái vị thần của chúng ta. Cái vị thần đầu tiên là vị thần nông nghiệp nè, vị thần thứ hai thì cái kiểu như là công nông luôn, mình phải hiến tế người nha. Vị thần đầu tiên thì khá đơn giản, mình chỉ cần cầu nguyện là được. Vị thần thứ hai mình phải hiến tế người để đổi lấy vàng, bắt nô lệ về hiến tế nô lệ á.
Tới vì tầng thứ ba thì nhìn cái đầu lâu này thấy hơi ghén rồi đó. Game này nói chung là rất đáng chơi á, game xây dựng rất là thú vị, nó kết hợp với nhiều thứ luôn. Cái nút này nó hơi lệch hay chính giữa nè, có thời gian thì tôi sẽ chơi tiếp à, những cái chương còn lại. Có gì lúc đó thì tôi ghép thành một cái video dài hoặc là dài cho anh em coi, đủ 10 chương luôn. Rồi, có thời gian rảnh này tính. Ok, bye bye anh em.